Chào các bạn, TCS Shop xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm Mi Stick TV. Với khả năng siêu nhân biến mọi loại màn hình có cổng HDMI thành TV thông minh, điều khiển giọng nói tiếng Việt, xem phim giải trí tiện lợi. Sản phẩm vô cùng nhỏ gọn với kích thước chỉ bằng 2 ngón tay, sử dụng cực kỳ dễ dàng. Chỉ cần cắm vào cổng HDMI trên TV hoặc màn hình máy tính, cấp nguồn cho Mi Stick, kết nối Wi-Fi và tận hưởng thôi. Nếu bạn sử dụng màn hình không có tích hợp loa thì đừng lo quá, chỉ cần kết nối với loa Bluetooth là xong. Bạn đã có một hệ thống giải trí thông minh và cực kỳ xịn sò tại nhà. Cài đặt hoàn toàn bằng tiếng Việt, dễ dàng làm quen, dễ dàng sử dụng. Tìm kiếm điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt cực kỳ tiện lợi, dễ dàng tìm kiếm và truy cập vào hàng ngàn nội dung giải trí phong phú trên YouTube. Ngoài ra, bạn cũng có thể stream nội dung hình ảnh từ smartphone lên màn hình lớn để có trải nghiệm giải trí phong phú hơn, lướt web đọc báo thích mắt hơn. Mi Stick TV là một sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những ai muốn trải nghiệm Android TV một cách gọn tiện nhẹ, mang đi du lịch, công tác, giải trí nhẹ nhàng, thư giãn.